Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thúy Nga, sinh năm 1966, trú tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, vào khoảng cuối năm 2020, Chu Thúy Nga cho biết có một số người đang có nhu cầu tìm nguồn hàng găng tay y tế nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng lớn, nên đối tượng này đã tự giới thiệu mình có thể nhập khẩu mặt hàng nói trên. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, đối tượng đạt thỏa thuận với hai người làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh, thống nhất mua 12 tấn găng tay y tế giá 390 triệu đồng một tấn, đặt cọc tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Nga không nhập hàng như đã thỏa thuận mà đã sử dụng số tiền nói trên để chi trả các khoản nợ bản thân và chi tiêu cá nhân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.